mình mới phát hiện ra một cái quán ốc có view triệu đô mà giá rẻ giật mình luôn. Hello mọi người, đây là địa chỉ ăn uống và mình là Duy. Quán ốc mình nói đến là ốc Hoàng Kim, nằm ngay khu đô thị Cityland Gò Vấp nha. Trời ơi, nói thiệt, nhìn cái mặt bằng ban đầu mình hơi ái ngại vì nó sang chảnh quá. Nhưng có ai ngờ là nó rẻ vậy đâu. Nó có sách mắt cá trứng, mình xe nhẹ cái menu nha. Ở đây thú vị là không gian bếp mở theo hướng đường phố. Mọi người có thể vào tận bếp để xem các công đoạn chế biến món ăn. Nhìn đã mắt thiệt chứ. Hôm nay hai anh em mình gọi sương sương mấy món: hột vịt lộn xà me, nghêu hấp thái, hải sản sốt cajun, ốc giấm cháy tóp mỡ, hàu sốt tiêu đen và sốt phô mai, trứng gà non xào rau muống, ốc bươu sốt tiêu đen, tôm hùm nướng phô mai sợi. À mà tôm hùm nướng phô mai sợi ở đây ngon mà rẻ nha. Con này giá 138.000 mà tôm tươi chắc thịt. Còn món hải sản sốt cajun này thì ngon khỏi chê rồi. Hải sản con nào con nấy tươi rói, kết hợp nước sốt mặn mặn béo béo. Món này mọi người nhớ ăn kèm bánh mì nha, bao ngon. Các món ốc thì được tuyển chọn kỹ lưỡng, nêm nếm gia vị đậm đà mặn mà. Điều mình mê nhất ở quán là món nào món nấy mà anh bếp hay rất tóp mỡ lắm, cứ làm cho người ta ghiền. Với tầm giá siêu rẻ vậy, mình tin ốc Hoàng Kim sẽ sớm làm mưa làm gió ở khu Gò Vấp này thôi. Ngon quá mà.